Hey, mình xin chào, chị Mai Quả. Vâng, xin chào các bạn. Mình xin nói trước là video này không có gì liên quan tới tiếng Nhật cả, mà nó chỉ là video nói về một chút cảm nhận của mình về ngày Tết năm nay. Và có tất cả là 5 cảm nhận. Cảm nhận đầu tiên, đó là năm nay mình thấy Hà Nội Tết vẫn đông như ngày thường các bạn ạ. Không khác gì một chút ngày thường cả. Chắc là chỉ có những cái vùng như là ví dụ như là khu nhà mình là khu Mễ Trì này, hay là khu Thanh Xuân, những cái khu mà nó ở ngoại thành một chút đấy, tức là nó xa nội thành chút, thì mình thấy là ra đường thì công nhận là vắng thật và không có ai, người rất là ít. Thế nhưng mà các bạn đi gần vào chút một chút cạnh phố, cạnh khu trung tâm thôi, khu phố cổ ấy, thì nó vẫn đông như ngày thường các bạn ạ. Cảm nhận như là khi các bạn đi chơi ấy, các bạn chen ép nhau mà đi ấy, vào chùa cũng thế, rồi là người này chen người kia, nói chung là mình cảm giác như là nó không khác ngày thường. Rồi là các quán cà phê thì các bạn thấy đấy, ngay từ mùng 1 họ đã mở cửa rồi. Và mọi người đi vào quán cà phê gặp gỡ nhau rồi nói chuyện đầu năm mới ấy, rất nhiều luôn. Mình cảm nhận là năm nay Hà Nội như kiểu là mọi người không về quê ăn Tết nữa các bạn ạ, mà là ở lại Hà Nội ăn Tết rất là nhiều. Cảm nhận thứ hai đó là Tết năm nay thực sự là nó nóng kinh khủng các bạn, nóng vãi chưởng luôn ấy. Cái hôm 29 mà đi mua đào, mình đã thấy có gì không ổn, là năm nay, Tết năm nay chắc chắn là một Tết mà cực kỳ nóng dữ dội rồi. Y như rằng luôn, 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 coi như là nóng. Mình cảm giác nó như kiểu 29, 30 độ luôn đấy. Coi như là chính vì nó nóng một cách kinh khủng như thế mà năm nay gần như là không đi đâu chơi được. Như mọi năm thì nhà mình mùng 1 là bao giờ cũng đi ra chùa Quán Sứ này, ra bờ hồ chơi này, sau đó là sẽ đi một số chùa khác và đặc biệt là sẽ đi Phủ Tây Hồ. Nhưng năm nay đi chùa Quán Sứ xong rồi ra bờ hồ chụp ảnh này kia, ăn kem rồi đi xe điện các kiểu, và cả nhà đã quyết định là không đi tới Phủ Tây Hồ nữa. Vì sao? Bởi vì nóng kinh khủng luôn các bạn ạ. Nếu mà hình dung ra cái cảnh tượng là đi ra Phủ Tây Hồ mà bình thường ở đấy nó đã nóng bởi vì là có khói, hương khói rồi, mà năm nay lại còn vừa đông người mà lại thời tiết lại 29-30 độ nữa thì coi như là không còn gì để nói luôn. Chắc là áo vắt như kiểu vắt nước vừa mới giặt xong mất. Thế nên nhà mình năm nay đã quyết định là về nhà và không đi đâu chơi cả. Cảm nhận thứ ba đó là mình thấy năm nay về quê vẫn là những câu hỏi như mọi năm. Bạn gái đâu không dẫn về, bao giờ kết hôn, rồi là lương thu nhập như thế nào. Đây là những cái câu hỏi mà trường kỳ kháng chiến rồi nó không có một chút thay đổi nào, mà mình cảm giác kiểu năm nay lớn rồi nên càng bị nhiều người hỏi hơn đấy các bạn ạ. Năm nay bị hỏi khá là nhiều năm ngoái, và năm nay mình đã có một cái cách nói như nào nhỉ, để tránh cái đó. Mình thấy nó cũng khá là hiệu nghiệm nhưng mà bù lại lại mất rất là nhiều sức các bạn ạ. Đó là mình chạy ra uống rượu với cả các anh, các bác, các chú người lớn hơn năm ngoái, uống được nhiều hơn. Sau đó uống xong thì mình nằm ngủ thôi. Và khi mà mình đã nằm ngủ rồi thì không bị ai hỏi cả, thế là coi như thoát. Nhưng mà trước đấy thì trước khi ăn cơm đấy các bạn ạ, thì bị hỏi rất là nhiều. Và nó hỏi nhiều hơn năm ngoái rất rất nhiều luôn. Cảm nhận thứ tư đó là mình cảm giác kiểu Tết năm nay các bạn ạ, cái tỷ lệ người thích hát karaoke nó tăng lên một chút, đặc biệt là hàng xóm xung quanh mình. Ví dụ như người ta hát hay, loa to thì nó là một nhẽ. Nhưng đây lại toàn những người mình thấy hát rất là kém. Như kiểu là người ta hát karaoke, người ta đang đọc lời là chính thôi ấy. Chính vì thế mà suốt trong Tết ấy, mình không làm được một cái video nào. Buổi sáng thì Tết nên ai cũng ngủ dậy muộn, không nói làm gì rồi. Cứ đến cái tầm mà mình đang định làm video một chút thì y như rằng xung quanh lại một đống nhạc nó nổ lên. Nào là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây này, rồi là Con Bướm Xinh. Coi như là cả Tết vừa rồi mình không làm được một video nào. Mà trước Tết là dự định là làm rất là nhiều video này, video kia. Cuối cùng được nghỉ mà vẫn không có video nào. Cảm nhận thứ 5 đó là chắc là rất nhiều bạn có, mình nghĩ là có chung cái cảm nhận như mình. Đó là mình thấy Tết càng ngày càng như nào nhỉ? Nó không được vui như ngày trước nữa. Ngay cả mình thấy những cái lời chúc từ bạn bè hay là người thân ấy, ở trên mess của Facebook đều là những cái câu chúc mà như kiểu nó copy paste lại các bạn ạ. Các bạn chỉ cần nhìn, đọc qua là các bạn thấy ngay. Nào là
có mấy cái biểu tượng pháo hoa này, rồi là cái gì mà đầy lộc của vạn sự như ý. Nói chung là mình không thấy một cái sự chân thành Tết như các năm trước nữa, mà như kiểu mọi người chỉ chúc đại khái qua loa, copy cho nó nhanh và vẫn quan tâm tới người đó thôi, chứ trong lòng chưa thực sự là muốn chúc người đó có một năm mà nào đầy may mắn hay nhiều hạnh phúc. Nhưng mà được cái năm nay thì mình thấy các bạn sáng tạo hơn năm ngoái rất là nhiều. Đó là những cái lời chúc ấy, nó không phải chỉ là những cái dòng chữ nữa, mà một số bạn còn gửi cả những cái lời chúc bằng tin nhắn thoại ấy, bằng cái lời chúc của chị Google. Mình thấy nó khá là hay, nghe xong rồi tự nhiên cười như một thằng điên. Và cuối cùng, khi các bạn xem xong video này thì mình chỉ muốn thông báo cho các bạn một điều, đó là Tết đã hết rồi các bạn ạ. Và bắt đầu từ ngày mai, thứ hai, chúng ta lại quay trở lại công việc và lại cố gắng trong một năm mới. Thì mình cũng chúc các bạn trong năm nay sẽ hoàn thành tất cả các cái mục tiêu mà các bạn đã đặt ra. Và trong năm mới này thì cũng hy vọng lại nhận được sự ủng hộ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Samurai Chồng của mình. Và các bạn nhớ bấm nút theo dõi kênh của mình để khi nào mà có thông báo về các clip mới thì còn xem nhé. Cảm ơn các bạn. Hai, minasan, chào. Sayonara.